xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Và ngày hôm nay chị sẽ tiếp tục chơi dán hình trang phục công chúa cho các bạn nhỏ thân yêu của chị coi nha. Ở đây chị Chim Xinh có một bộ hình dán gồm có hai thẻ như thế này. Đây là dạng hình dán nổi 3D rất là dễ thương. Rồi chúng ta sẽ đến với tấm dán hình đầu tiên. Tấm dán hình đầu tiên được bọc ở trong một cái thẻ rất là lớn. Còn đây là tấm dán hình số 2. Tấm dán hình đầu tiên thì chúng ta sẽ có hình của các búp bê, còn tấm số 2 thì chỉ có quần áo thôi. Nàng búp bê đầu tiên của chúng ta, tóc xanh da trời. Nàng búp bê số 2 là một nàng búp bê tiên bướm. Và nàng búp bê số 3, wow, là nàng tiên hoa. Tóc cam siêu đẹp luôn. Nàng búp bê cuối cùng đó chính là nàng búp bê tóc màu hồng. Nàng bốn nàng búp bê của chúng ta ai cũng rất là xinh. Và bây giờ chị Chim Xinh sẽ chọn cho từng nàng búp bê những bộ váy trang phục thật là đẹp nha. Đầu tiên là một bộ đầm dạ hội nè. Tiếp theo, một bộ váy đầm ngắn chị sẽ dành cho nàng tiên hoa. Bộ này chị sẽ dành cho nàng búp bê tóc xanh. Một bộ đầm siêu đẹp luôn sẽ dành cho nàng búp bê tóc hồng. Bốn nàng búp bê của chúng ta rất là xinh phải không nè. À các bạn nhỏ ơi, trong quá trình chị Chim Xinh chơi dán hình trang phục búp bê thì các bạn nhỏ của chị hãy bình chọn cho các nàng búp bê nhé. Hôm nay chúng ta chỉ có bốn nàng búp bê: nàng tóc xanh, nàng tiên bướm, nàng tiên hoa và nàng búp bê tóc hồng. Các em thấy nàng nào xinh đẹp nhất và có những bộ đầm đẹp nhất thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này, bình chọn cho nàng búp bê ấy nha. Một bộ đầm rất là sexy hở ở phần bụng chị sẽ dành cho nàng búp bê tiên hoa. Wow, đầm nhiều tầng. Tất nhiên chị sẽ dành cho nàng búp bê tóc hồng. Kèm theo một cái đội đầu. Còn đây là cái nón. Tiếp theo chúng ta có một hộp quà và rất nhiều phụ kiện khác nhau để chúng ta sẽ trang trí cho các nàng búp bê. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lại thay những bộ trang phục mới cho các nàng búp bê xinh đẹp của mình nha. Một chiếc đầm kết hợp giữa màu vàng, màu hồng và màu xanh. Trang trí thêm một cái xe buýt, xe cứu hỏa, chị Chim Xinh nhầm nha. Và một chú chim xinh xinh nữa nè. Con mèo. Đây là tấm thẻ dán hình số 2. Có rất là nhiều bộ váy đẹp. Bộ váy này có cái đuôi. Còn bộ váy tiếp theo là một dạng váy cúp ngực. Wow, một bộ trang phục đẹp siêu cấp luôn. À, nàng tiên hoa trông rất là lộng lẫy luôn đó các em. Giờ thì hãy điểm tô thêm bằng những phụ kiện khác nhau cho các nàng búp bê của chúng ta nhé. Chị Chim Xinh gỡ ra để sẽ thay tiếp những cái bộ khác nè. Còn rất là nhiều váy đầm đẹp luôn. Đây. Wow. Đầm có một cái đuôi ở phía sau và được đính rất là nhiều hoa. Tất nhiên sẽ dành cho nàng tiên hoa. Một chiếc đầm dạ hội dài thật là dài với nhiều tầng màu khác nhau có đính hoa hồng. Chị sẽ dành cho nàng búp bê tóc hồng. Còn chiếc váy đầm dễ thương như thế này thì chị Chim Xinh chắc chắn sẽ dành cho cô nàng búp bê tóc xanh.
Còn nàng búp bê tim bướm thì sao nhỉ? Wow, không kém phần lộng lẫy và sang trọng, dành cho nàng tim bướm một cái đầm. Và đội thêm bông hoa hồng lên tóc của nàng tiên hoa nha. Tiếp tục một loạt những chiếc váy đầm xinh đẹp khác chị sẽ mặc lên cho các nàng búp bê. Và các bạn nhỏ ơi, đừng quên nhé, chúng ta vẫn đang cùng nhau bình chọn ra một nàng búp bê thật là xinh luôn. Nãy giờ các em xem video thì chắc chắn đã chọn cho mình một nàng búp bê rồi đúng không nè. Riêng chị Chim Xinh thì chị thích nhất là nàng búp bê tiên hoa. Có ai giống chị không nè? Đây là con thỏ. Đây là cái đội đầu hình vòng hoa. Tiếp tục thêm một cái đội đầu hình vòng hoa nữa. Còn thêm rất là nhiều những phụ kiện trang trí, như trái tim nè, giỏ sách nè. Mắt kiến nè, mũ nè. Chúng ta có thêm một cái váy đầm, một cái nơ rất là bự, một cặp gấu, một chú mèo, quá xinh. Có cả cái nón nữa nha, nón nữa nè. Còn đây là một cái bánh khấp khích, một miếng dưa hấu nữa nha. Quá đẹp phải không các em ơi? Các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh ơi, có rất là nhiều bạn hỏi chị là mua cái bộ hình dáng như thế này ở đâu. Thì chị Chim Xinh thường đến các trường học, các trường tiểu học á, là ở những canteen trường hoặc là những cái tiệm tạp hóa học trước cổng trường hay bán những cái hình dáng này nè. Các em có thể tìm ở gần nhà mình nhé. Wow, vậy là chị Chim Xinh đã vừa chơi xong bộ đồ chơi dán hình trang phục búp bê ngày hôm nay cho các bạn nhỏ thân yêu của chị coi rồi. Chắc chắn rằng các em đã chọn cho mình được một nàng búp bê thật là xinh. Và đừng quên nói cho chị Chim Xinh biết với nhé. Có một điều này nữa. Nếu muốn chị Chim Xinh chơi đồ chơi gì, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Đừng quên like video, đăng ký kênh Chim Xinh Channel và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhé. Còn bây giờ, chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau.